Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục hành trình trên thành phố Jilin. Và mình sẽ đi thăm trường đại học Thomas Bata. Đây là một ngôi trường rất là nổi tiếng ở thành phố này. Và trước khi vô trường thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về ngôi trường đó. Thomas Bata là một ngôi trường công lập được thành lập vào năm 2001. Thì ngôi trường này là một ngôi trường mà gọi là có rất nhiều ngành cho các bạn học và lựa chọn. Thì trường này có một cái đặc điểm rất là, đối với mình nha, thì rất là hơi khó chịu, đó là mỗi khoa nằm ở mỗi nơi, tức là ở phía Tây sẽ có một cái khu ngành khác, ở phía Đông sẽ có khu ngành khác, tức như là nằm rải rác khắp thành phố chứ nó không tụ lại một chỗ như là trường đại học của mình ở Ostrava. Nó sẽ nằm rải rác khắp nơi. Và ngôi trường này đặt tên theo một doanh nhân về công nghiệp giày nổi tiếng ở Cộng hòa Séc, đó là ông Thomas Bata. Và sau cái cuộc tham quan trường của Thomas Bata này là mình sẽ tham quan ngôi nhà và nơi làm việc của ông ấy. Thì cái đó mình sẽ hẹn các bạn vào video tiếp theo, bởi vì ngôi nhà ông thì cũng khá nhiều thứ để mình có thể giới thiệu chi tiết. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn tham quan về văn phòng làm việc của Thomas Bata. Chúc các bạn, đó là văn phòng làm của trường đại học Thomas Bata. Kế bên thì có một cái văn phòng nghiên cứu và một bãi cỏ xanh rất là đẹp. Kiến trúc nhìn rất là đơn giản, không cầu kỳ. Đặt logo của nhà trường rất to, mình cực kỳ thích. Mình thì rất yêu chó mèo cho nên là mình thấy cảnh chó mình chịu không được. Đây là bên trong của trường đại học Thomas Bata. Các bạn có thể xem sơ qua bên trong trường. Bởi vì mình đang đi theo hướng của nhà vệ sinh và mình không tiện giới thiệu nhà vệ sinh nam có gì, cho nên mình sẽ đi ra và quay hướng khác. Vậy hiện giờ mình đang ở trên lầu để vào văn phòng của thầy hiệu trưởng của trường đại học Thomas Bata. Thì trước khi mình đi tham quan thành phố thì mình sẽ được thầy hiệu trưởng và một cô có thể hướng dẫn và giới thiệu mình về ngôi trường. Như các bạn đã thấy, bên phải đây là thầy hiệu trưởng Thomas Bata. Và cùng cô thì lúc thì cô mình nghe nói là đang bị gọi là đau cổ, cho nên là có một cái vòng băng ở trên cổ á. Thì cô này sẽ là người dẫn dắt mình tham quan ngôi trường. Thì trước khi biết thêm về trường thì mình sẽ được ngồi trong một cái phòng họp lớn để giới thiệu về trường. Thì trên bàn sẽ có một chai nước và một dĩa bánh cùng với các tài liệu giới thiệu trường và các ngành học. Đây là thành phố mà quay ở trên cao của từ văn phòng của trường đại học Thomas Bata. Mình nhìn mình tưởng tượng giống như Đà Lạt vậy, trên núi không à. Nằm ở trên cao, dòm từ dưới lên nhìn rất là đẹp. Và mình đang đi tham quan thư viện của trường đại học. Thì ở đây thì cũng có tiếng Anh và cũng có tiếng Séc. Mình tìm tiếng Việt mình tìm không ra. Thì mình để ý rằng đây là thư viện cũng là khá là lớn. Nếu mà mình so sánh cái thư viện này thì mình thấy nên so với trường đại học Tôn Đức Thắng của mình thì hợp lý hơn. Bởi vì về cái màu sắc và kiến trúc của nó cũng khá tương đối và tương đồng giống như của trường Tôn Đức Thắng. Và bởi vì mình không thể vào sâu được do đang trong kỳ nghỉ hè, cho nên là cái phía bên trong thư viện bên trong sẽ được khóa lại. Và hiện giờ mình đang ở dưới sảnh. Thì đây nó giống như là một khu tự học hay là khu ngồi nghỉ ngơi cho các bạn sau một buổi học ở phía dưới. Thì ở phía trên sẽ là một cái mái bằng kính luôn, sẽ che chắn mưa cho bạn. Đây là các sản phẩm của học sinh, sinh viên thiết kế và treo lên trang trí cho trường. Bởi vì trường này là mang tên Thomas Bata cho nên là các vật trang trí và hình ảnh đều mang tên hình đều là hình ảnh của ông Thomas Bata.
Sự dễ thương của những chú chó phải khiến mình quay lại những cảnh như thế này, rất là dễ thương. Và đây mình sẽ tiếp tục đi bộ. Và đó là tất cả những gì mà các bạn thấy về trường đại học Thomas Bata. Bởi vì mình không thể vô từng khoa được, mà mình chỉ có thể vô văn phòng hành chính của nhà trường và xem tham quan sơ lược thôi. Và video tiếp theo mình sẽ giới thiệu về nhà và nơi làm việc của ngài Thomas Bata. Đây là một nơi rất là quan trọng, bởi vì người ta sẽ kỷ niệm. Giống như là bạn ở Lăng Bác Hồ và bạn đi tham quan Lăng Bác và nơi mà bác đã từng làm việc và sinh sống, thì ở đây nó sẽ giống y như vậy. Thì sân thì rất là lớn, có nhiều vật phẩm trang trí. Mà mình giống như ở đây, bức tượng mà cắm cái đầu xuống đất thì mình cũng không hiểu nó là vai trò gì, có ý nghĩa gì. Thôi, hẹn các bạn vào những video tiếp theo và mình sẽ giới thiệu về nhà của bác Thomas Bata. Xin chào và hẹn gặp lại.